mà thôi đôi xin đây rồi. Xin chào tất cả quý vị anh chị em. Em tiếp tục lên sóng giới thiệu đến tất cả các bác tiếp lại một model nữa của hãng Aiwa, vẫn là model đó là MZ10. Tuy nhiên thì bộ dàn này em lại đang ghép luôn một cặp loa cũng của Aiwa, đó là cặp loa MZ1. Cặp loa này thì nó chất hơn cặp loa MZ10 cùng với dàn khá là nhiều anh em nhé. Đây là một cặp loa bát lõm gân vải tẩm dầu, chất âm hay hơn cặp loa MZ1 luôn đấy. Thế cho nên là cái giá nó sẽ có nhỉnh hơn một chút xíu so với cả bộ dàn MZ1 các bác nhé. Về tình trạng bộ dàn thì nó có chỉnh equalizer tự động và có chỉnh super bass thông qua nút sâu này nhá. Anh em ấn vào đây, bass on này, tắt này, bật này, ở cái nút xoay này nhá, ấn là nó nhận nhá. Được rồi, ấn sâu lần nữa này, ấn lần thứ hai này, hiệu ứng equalizer, techno này, voiker này, cà phê này, heavy này, vân vân. Anh em có thể để hít và để techno cũng được, nghe bass là nó sâu. Đấy, nghe bass nó hay hơn. Tính năng thì CD còn đọc ok, mắt đọc không kèm đĩa. Em sẽ test một cái đĩa rất là cổ, rất là cỏ luôn nhá, và rất là xước luôn, để test thử cái mắt đọc của cái đĩa này nhá. Đấy, xào của cái ổ này xem có tốt không nhá các bác nhá. Con này full 108fm nhá. Đặc biệt là con này có cổng súp. Ủa, con này cái cơ của nó hơi bị yếu rồi. Anh em cho đĩa vào hỗ trợ đẩy tay vào giúp em nhá, để cho nó vào nhá. Em thử lại lượt xem có phải như vậy không. Đúng rồi, cơ con này có hiện tượng bị yếu các anh em nhá, cơ kém rồi. Đấy, ấn vào là nó phải hỗ trợ, thi thoảng hỗ trợ bằng tay nhá anh em nhá. Rồi ok, bây giờ thì em sẽ bắt đầu test cái chất âm cho các bác trước và sẽ quay qua hình thức tổng quan và test các tính năng của dàn nhá. Quý em hai mùa mưa nắng, hai thung nghèo nối liền bờ đê, từng lũy tre xanh nghiêng nghiêng chiều hè, như bước chân đời tình quê đậm đà, lời ru con tiếng dòng bắt đầu của đĩa CD nhá. Con này nó ra vào kém bởi vì do là dây cura nó bị trùng anh em nhé. Em mở cái đĩa rất là xước nhưng bắt đầu rất là nhanh và rất là tốt. Em thử chuyển bài xem ạ. Rồi con này bắt đầu cực tốt luôn anh em nhé, bắt đầu rất nhanh luôn. Ok, bây giờ em sẽ test đến cái đài FM của nó nhá. Đấy, cơ của nó thì ok đấy, nó bị cái hiện tượng này là hiện tượng bị dây trùng dây cura rồi. Rồi, nó không vào mình hỗ trợ tay nó sẽ vào. Tuner bắt full. Đây ạ, con này sóng 108 nha, bắt đầy đủ đài Việt Nam. Anh em giờ sóng ở nút 2 này nhá. Hỗ trợ giảm mỡ máu. Phát xương này nó chuyển AUX này. Đây, chuyển AUX kia nhá. Đấy, đâu là để chỉnh điều chỉnh âm thanh này. Cái đợt nút xoay này nhá. Rồi, bây giờ em tiến hành quay qua anh thức tổng quan của cả một dàn cho các bác. Về phía thùng loa thì có xước sát cho vận chuyển, không xước sát mà chỉ xước sát thì ngon nhá, do vận chuyển thôi đấy, nên không hề có xước sát thì luôn. Ra thùng bác còn vuông vắn ok, chỉ có phân biệt xước sát thì có thôi. Đầu máy cũng ok luôn, chưa vỡ gì hết. Rồi em quay phía sau luôn nhá. Rồi vị trí này nó có nở nhẹ nhé, em đã tra keo vào rồi. Đấy, tra keo 52 rồi, chắc chắn vuông vắn cứng cáp anh em chơi rồi.
Rồi máy, đây vị trí anh em cắm em một đoạn ăn dây điện nhé, để làm anten để thu sóng FM. Đấy, một đoạn dây ngắn này. Đây cổng cắm AUX này, phía dưới là cổng mắt loa này. Và đặc biệt là con này có cổng súp nhá. Anh em cảm thấy tiếng súp nó mà nếu mà bị yếu mà anh em muốn chơi đêm súp, cắm vào cổng này cho em. Bên đây cổng súp điện. Anh em có cái cục là súp vi tính ấy, cắm vào chơi thì quá là hay luôn. Rồi bây giờ xin phép báo giá với bộ dàn này thì Trung Kiên Audio bán với giá 1.400.000 đồng. 1.400.000 đồng đã bao gồm cho em đầy đủ phụ kiện là đổi nguồn và dây AUX. Anh em mua chuyển cọc, cọc như 300. Anh mua hàng chuyển đủ 1.400.000 thì bên em sẽ tặng anh em bộ chân đế kê loa. Nếu như anh em mua hàng chuyển đủ 1.400.000 và không thích cái bộ chân đế kê loa thì bên em sẽ đổi sang gói quà tặng là bao tiền ship cho anh em luôn. Tổng giá là 1.400.000 đồng nhé. Nếu còn chuyển cọc thì bên em sẽ không bao ship. Rồi anh em mua hàng lại số Zalo 0975575262. Em nhắc lại số Zalo 0975575262. Tôi xin cảm ơn tất cả anh em.